Ok, nói chung là giữ đúng lời hứa của anh em thì bữa nay chúng ta sẽ đến với khẩu M96 với một cái vẻ đẹp mà nó là thực sự, cái vẻ đẹp thực sự của khẩu này nó chỉ được thể hiện ở bên khựa này thôi. Chứ ở Việt Nam thì các bạn đấy là nó có rồi, nó cũng có cái khẩu này có vinh viễn nhá. Nhưng mà các bạn hình dung một điều là muốn được sở hữu được cái em này ấy, thì nó rất là khó, cực kỳ khó luôn. Toàn lucky box thế này thì nói chung là một cái quá trình rất là dài đấy. Ok. À đây các bạn có thể thấy là cái em này nó đi không biết là đi chôm chỉa ở đâu ra ấy. Thế là đi la liếm được cái đèn led ở cái ống nhòm nên nhìn nó bắt mắt phết, thu hút mọi ánh nhìn luôn. Ây, hút đam có vẻ ghê phết. Giờ lực ATK các bạn thấy là lực ATK khá là còn thấp mà bắn cũng được. Nói chung mình thì thấy là cái khẩu này bắn không bằng 3Z đâu. Để đúng rồi, lên lên lên. Vậy mày để lên này. Ôi, cầm theo Viper, Sniper. Đâu cầm Sniper mà đã cầm theo khẩu Viper thì không có gì tuyệt vời hơn các bạn ạ. Cái này thì thằng này mới vào này. Né xuống đây này. Chạy tao 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 kia rơi rồi. Ôi nó nháy kìa. Rồi. Đẹp. Hồi xong. Tiếc không, trời ơi nó nháy lòi cả mắt tao rồi mà không đuổi được nó kìa. À nốt thằng này, nốt thằng này. Mày mày 8 kill. Ui cứ khẩu Viper này bắn sướng thật. Đây 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 đây. Ơi chúng may quá, bây giờ chúng nó đang tập trung ở cái đống bọn thủ dâm đằng kia rồi nên là ở đây chúng ta cứ la liếm thôi. Cứ liếm được kill nào thì liếm này. Đâu rồi đâu, mình vừa thấy một con hồi sinh. À đây 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 đây. Nó thấy mình rồi, nó thấy mình rồi. Mày trời ơi người to thế này thì bắn kiểu gì cho chúng không? Bắn ui 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 bình tĩnh bình tĩnh. Ui ui bình tĩnh anh ơi. Ôi tôi rồi hoa hoa hoa. Ui đâu ấy. Mày ui đây. Phát đây mình tưởng mình chết rồi cơ, nhưng mà hóa ra con đồ to nó kiểu như nó không biết nó vồ kiểu gì mà vồ ship mình. Ôi bây giờ ui, ui nó đấm mình một phát rồi mất 2 ca máu luôn kìa. Ôi mình cứ trung thành đấy, trung thành rồi với thủ dâm. Ui giờ nó sao đi kìa. Đấy, ở riêng ở cái chế độ zombie ấy, các bạn cứ đứng lên đây này. Mình thấy là những cái thằng làm hero ấy cứ là một khi hóa phát là chúng nó một mạch cho nó chạy thẳng lên cái đường này. Ấy 5 kill. Ui giời ơi, chết rồi, chết chết. Ôi đâu ơi, con đồ ấy. Ôi con đồ to chết rồi. Trời ơi. Các bạn cái đường đấy là giả xả đạn xuống ấy. Là ở các bạn là cái chế độ zombie nó khá chú quỷ mà nên nó không kiểu nhảy cao được ấy. Các bạn cứ đứng lên lấy là đợi thời kiểu cái thời gian mà nó đi leo lên thì nó hit chỉ cần 2-3 quả bom là con của bom của hero là cũng teo rồi. Ok. Các bạn xem thì nhớ like và cho mình cái cảm nhận nhá. Nói chung là cái không biết ở Việt Nam thì các bạn nào có được xem cái em này nó. Đây là khi các bạn được kill sở hữu vĩnh viễn này và kill đủ 2000 kill ấy. Chắc là nếu mà các bạn đánh AI thì nhanh không, đánh AI ấy. 2000 kill thì nó sẽ tiến hóa được như này. À đúng rồi. Vì có nhớ là cái này thì các bạn khi mà các bạn giữ nhắm ấy, giữ nhắm càng lâu thì nó bắn càng mạnh nhá. Nhưng mà thực sự là ở cái chức năng giữ nhắm này thì mình cũng thấy là nó không ổn lắm. Ừ, các bạn chơi và chơi snap mà thế là cứ giữ lâu thì khó chịu cực. Bắn snap mà kiểu cứ nhầm lâu thì mình thấy rất là khó chịu luôn. Ủa thôi xong. Đây. Phát đấy mình đã thấy là có thằng nó nhảy qua đầu rồi. Cố bắn nốt thằng kia. Rồi, ok đi. Nói chung là ở Việt Nam thì cái mình nhớ không nhầm là ở Lucky Box à? Ờ đúng rồi, ở truy kích bây giờ thì cứ cái khẩu súng nào nó cứ kiểu có tiến hóa. Đoạn, các bạn nhớ đoạt hồn không? Thì cái này nó tiến hóa như đoạt hồn vậy. Và nói chung là ở bên khựa thì nó bán được, nó bán bằng mấy nghìn vàng nhỉ? Nhớ 3.000 vàng, 3.000 vàng thì phải. 3.000 vàng là các bạn, cái này vĩnh viễn rồi. Nói chung là chỉ cần vĩnh viễn thôi là các bạn cứ chạy vào tầm 2-3 ván AI là nó đầy cái kill là xong. Ôi, ôi ván thứ 13 rồi mình vào. Mình giờ mới đẩy này. Ôi đây cái con này bạn ôi bắn không bắn máu kìa. Ui bắn bình thường được 2k 3 máu ấy. Ui khẩu Viper bắn sướng thật, mình thấy những cái dòng súng ấy mình thấy thích gọi là kết cái khẩu Viper này nhất luôn. À đầu xịt ấy. Con này cứ mỗi khi mình nhầm cái con to này kiểu gì nó hóa thành cái con đầu nhỏ ấy nhá. Thì kia nó đang nhòm gì kìa. Đứng đây, đây. Các bạn để ý thằng giữa mặt mình không? Nó đang cầm khẩu 6 nòng đấy. À đâu, khẩu 3 nòng thôi, chứ không phải 6 nòng. Khẩu đấy bị hơi bị yếu sinh lý đấy, nên chỉ có 3 thôi.
Rồi ok. Nào tập trung tập trung. Nào bơi hết vào đây. Ôi ok. Cứ cầm Viper này, nếu mà không kiểu các bạn bắn không được thì cứ rút ra mà chém thôi. 4 kill ơi. Nó phi kìa, nó kìa. Mày phi đấy. Mày cua bừa này với vật này được cận chiến đấy. Ui chuồn qua đây chuồn rồi. Ui nhìn hai cái con đầu sắt nó bật cái khiên lên là biết là tương lai nó mù mịt rồi. Ui à, mình còn sống, mình còn sống. Nào ra đây, ra đây. Ok, đứng đây. Mày đấy. Đồ cái. Ui trời ơi, các bạn nhận. Ôi, khẩu Viper bắn đã kinh khủng luôn. Đúng rồi, Viper thì cũng chung tình trạng với khẩu này các bạn ạ. Tức là cũng ở Việt Nam thì cũng lucky box hết. Là khó sở hữu kinh khủng luôn. Ui, nói chung cái vấn đề hút máu thì nó là muôn thuở rồi. Chứ không phải không riêng thì truy kích đâu các bạn. Nhiều còn nhiều thứ, nhiều game kiểu đột kích các thứ hút máu hơn nhiều luôn đấy. Truy kích mình thấy là còn đỡ nhé. Đấy đấy. Mông kìa. Thò cái mông kìa. À đây. Ui đây. Nào. Ui mới kill rồi. Nào. À thằng kia chết rồi, thằng hero kia chết rồi các bạn ơi. Thò mặt ra 11 kill. Nào vào đây. Death. Tự nhiên cái thằng top nó chui vào. Vãi, nhưng mà hết ván rồi. Các bạn đợi mình xíu nhé. Rồi. À, có một tin rất là đáng lòng là bây giờ cũng khuya rồi nên là mình tìm mãi mới được cái phòng này. Nhưng mà các bạn để ý là bây giờ nó ván thứ 12 rồi. Nhưng mà thôi không sao, mình sẽ cố gắng chơi nốt nha. Nhưng mà cũng review vậy là cũng ok rồi đúng không? Nó quá là đẹp luôn. Nói chung là với các bạn là cái clip này chỉ nhìn gọi là cái mức độ xinh gái của, không biết là đẹp trai hay xinh gái của em này. Ở Việt Nam ấy, ở Việt Nam mà được các bạn được như thế này, cứ cầm cái khẩu này mà đi quẩy zombie này, bắn C4 các thứ là nói là không cần, không có biết là ai cũng phải nói là rất là đập trai đấy. Vừa như gọi là cái gì ấy. Đây các bạn giữ nhá. Ui đôi mất chết rồi, thằng này nó còn mất thanh rồi. Mày để một phát là mông đấy. Tôi còn phía này nó tăng hình, nó khó nhìn thế. Thôi đứng dưới đi. Bọn khưa này là kiểu nó ít có, mình thấy là rất là ít thằng nhảy qua được bảng quảng cáo, nhưng mà khi các bạn đứng đấy nó cũng dễ cào, bởi vì là các nó chỉ cần nhảy nó vượt qua cái là trúng nó mà. Thế là thôi mất huyết thanh kiểu rất là ngu người luôn. À đây đấy. Trời ơi, ôi trúng ơi. Vậy lâu mà không bắn snap các bạn. Nhưng mà bắn cái, nếu mà cảm nhận thật sự thì so với khẩu 3Z thì mình thấy khẩu này bắn nó không ngon lắm. Nó bắn nó không bằng 3Z đâu. Nó kiểu snap nó kiểu nó kiểu gì đấy. Nó kiểu nó không kiểu nó đầm tay ấy. Một phát mông này. Ui thôi đầu to đi cận chiến thôi. Đẹp. Zon thì không có mà bọn này cận chiến vẫn còn đâu. Nào ra đây. To kìa. Ui một phát vào mông. Ôi trời ơi, nào ra đây. Mình tính chơi. Rồi, 3 kill. Ôi, nói rồi, cầm kheo khổ Python cũng được. Viper với khổ 1. Ngày xưa ấy, cái thời mà chưa ra Viper thì cái khổ Python vẫn là số 1 luôn. Lượn, lại lạc lách đánh võng này. Có nhiều cơ mấy con phiếu này kiểu nó di chuyển linh tinh, khó bắn kinh khủng luôn. Nào, bắn vào đây. Mày đâu ơi? Nào. Mày Chó à. Trời ơi, bị đóng vầy. Ui, nói chung giết được một mục. Kiểu như là khi mà mấy con phếu các bạn bắn snip có cái tình trạng mà cái như mấy con phếu nó bầu của người ấy, sợ cực luôn. Mày bắn snip nó khó mà xong con phếu nó nhỏ người ấy, cực kỳ khoai. Ui, vào thứ 13 rồi. Thôi chứ mà thôi mình chắc kể chơi đồ ván này nhá. Các bạn xem thì nói chung là cái cho mình cảm nhận xem nó có đẹp hay không. Nói chung là mình thấy là nó chỉ cầm nhặt thêm được cái ống nhòm thôi. Các bạn thấy nhìn thấy ống nhòm nhìn nó nhảy không? Nhìn tâm như thật. À, lượn lách này. Chơi nhây luôn, bắn không được thì dùng súng rút lục ra bắn. Rồi. À, thò mặt ra. Ui, tôi chết rồi. Trời ơi các bạn ơi. Rồi 3 kill. À đấy 2 kill chứ. Ui chết rồi các bạn ơi, nó vây được một. Ui không được hóa heo rồi. Thằng top. Ui bắn chú thằng top rồi.
Ôi, cứ đứng đây, các bạn ạ. Chết rồi, nó nhìn thấy rồi. Tôi tè 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 đấy. Ê, tôi còn lag đi. Ai, mình thích chơi, mình thích chơi. 5 kill. Ui, bị thôn mà nó mạnh thật. À, ui, tè tè tè. Nhìn lên, nhìn lên. Ui, không kịp. Ôi, ok, rồi, clip sẽ tạm dừng đây nhá. Bye.